hơi lùng hơn cô bên này đó. Lùng cũng là vấn đề lắm. Vấn đề là có duyên lùng hay không. Lùng mà phụ tùng đầy đủ được rồi chị. Không giống rồi cái đó. Phụ tùng đi đầy đủ đâu? À, bên trong. Phụ tùng ở bên trong. Chừng nào tháo ra mới biết. Phụ tùng đầy đủ hả? Dạ. Yeah. Em là tên Nguyễn Bình Tiên. Năm nay em 23 tuổi. Em đang công việc của em là dược sĩ. Quê ở Đồng Nai. Quê ở Đồng Nai nhưng em đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm ở Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Yeah. Xin chào chú Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Phan Thanh Trúc. Em năm nay 23 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ ở Bến Tre. Bến Tre, làm công việc gì em? Dạ làm nhân viên văn phòng. Em có mấy mối tình đầu tiên? Em có trước giờ có hai mối tình. Mối tình dài nhất bao lâu? 6 tháng. Dài quá. Dài nhất đó hả em? Dạ. Vậy là cũng chưa yêu sâu sắc gì đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng hôm nay sẽ là một cái ngày rất là đẹp và một ngày để có một mối tình sâu sắc và nó đi suốt cả cuộc đời của mình luôn ha. Dạ. Em hy vọng như vậy. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức là ba mối tình. Ba mối tình. Dạ. Có bộ tình trường dữ hơn anh kia. Lúc nào tình cũng yêu hết. Dài nhất là bao nhiêu? Dạ dài nhất là 4 năm đại học. 4 năm? Dạ. 4 năm sao chia tay uổng vậy em? Dạ vì hai đứa thấy càng ngày thì càng thấy khuyết điểm của nhau nhưng mà không có cố gắng vì nhau sửa chữa được nên thôi mình chia tay. Cũng tuổi trẻ đúng không? Dạ. Rồi mình có tiêu chuẩn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì bạn nam cao hơn em. Trên 1m7 thì tốt. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn trai cao nhiêu em? 68 chị. Chắc được. Được không? 68 được. 68 đứng cũng xem xem. 68 là chuẩn rồi. Rồi. Dạ không hói, không cận thị. Không hói hả? Dạ. Hơn, không hói là tôi thấy kỳ rồi đó. Hói thông minh chứ gì. Nhìn cũng hơi kỳ nhưng mà có mắt he tài trợ thì chắc không đến nổi. Có mắt he tài trợ. Sao? Rồi, có cái tiêu chuẩn gì nữa không? Dạ biết nấu ăn thì càng tốt. Rồi biết phụ vợ làm cái công việc nhà. Dạ vậy thôi. Có còn điều gì không thích không? Dạ có. Là bạn nam vô tâm, chú trọng cái vẻ bên ngoài quá. Hoặc là có nhiều em gái mưa, chị nuôi, em nuôi. Cũng như là mình đang quen mình thả thính nhiều người thì em không thích. Trai có nhiều em gái mưa không? Dạ, em chưa có gì. Em có em nuôi không? Không có luôn. Rồi, tiêu chuẩn của em tìm bạn gái thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn nữ cũng cao cũng bằng em được rồi. Da trắng, tóc... tóc đen gì cũng không? Tóc đen hoặc không dài quá, cũng không ngắn quá. Quý cho kỳ vậy? Vừa vừa thôi được. Được, gì nữa? Tính cách thì biết quan tâm, chia sẻ. Rồi biết nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa. Không biết nấu ăn được mà. Ví dụ như là em không biết nấu ăn thì anh có vậy để anh nấu. Ăn đi, nếu mà anh nấu thì ăn đừng chê. Dạ. Bây giờ là để qua coi bên bạn gái như thế nào nha. Dạ. Anh về anh thông báo. Dạ, chào chú. Chào con. Dạ. 23 tuổi. Dạ. Bên kia cũng 23 tuổi luôn. Vậy nãy giờ con kêu bằng anh. Bằng anh hả? Nhưng bên này tháng mấy? Mấy mốt cũng kêu bằng anh à. Bên này tháng 7, bên kia tháng mấy? Dạ tháng tháng 3. Định ra tháng 8. Tháng 3 anh rồi. Dạ. Cũng được rồi ha. Rồi con không thích tính gì của người đàn ông? Vô tâm á, không... Không vô tâm, vô tâm đàn ông thì... Dạ. Cũng hay hồn. Ngoài cái tính vô tâm còn gì nữa? Hút thuốc, uống rượu. Dạ, nhậu nhiều con không thích. Có không em trai? Dạ không có cái nào hết rồi. Không có nào. Dạ. Hết trơn á. Có cái mẫu người lý tưởng sao? Đúng rồi. Cái mẫu người, theo tưởng tượng cái mẫu người của em. Em có một cái giống như cụ thể một người nào đó để coi giống anh kia không? Dạ giống ca sĩ Jun Phạm 365. Jun Phạm đó hả? Dạ. Jun cũng Phạm. Cũng giống anh ơi mà khác giống. Mỗi cái mặt. Mày dễ thương. Cười có duyên. Không, anh em dễ thương lắm á. Anh đây là duyên dáng lắm nha. Tên là tên Bình Tiên mà. Bình Tiên. Dễ thương lắm. Cũng là chữ T. Bao luôn. Gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ chưa. Nhưng mà hối tìm bạn trai. Hối tìm bạn trai. Mẹ dạ. Có đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai như thế nào không? Dạ có. Cũng có xem tuổi. Có xem tuổi hả? Tuổi dạ. Nào? Tuổi 87, 89. Tốt nhất là 92. 87, 89. Tốt nhất là 92. Bên như kia tuổi gì? 94. Tuổi tốt. Bảo vô con nào chứ? 94 á. Dạ. Không vô số nào chứ. 94 thì cùng tuổi hay cãi lộn xíu. Được không? Dạ chắc cũng được. Chắc ở em cái gì em đưa ra xong em nói gì xong em chắc cũng được. Tình luôn hả? Bên đằng trai là ngon rồi. Dễ thương lắm. Chào chị.
Ngon không? Ngon. Ngon hả? Hơi lùn hơn cô bên này đó. Cô này đúng là vấn đề lắm. Vấn đề là có duyên lùng hay không? Lùn mà phụ tùng đầy đủ được rồi chị. Quan trọng là cái đó. Phụ tùng đi đầy đủ đâu? Bên trong. Phụ tùng ở bên trong. Thì mà tháo ra mới biết. Phụ tùng đầy đủ hả? Dạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa? Bao lâu mình mới đám cưới được? Nhưng mà tìm hiểu thì khoảng chắc 1-2 năm. 1-2 năm. 1-2 năm nữa cơ. Lập nghiệp ở đâu? Em lập nghiệp ở Sài Gòn luôn vậy. Lấy nhau về sống ở đâu? Thì chắc ở nhà riêng nhưng mà chưa có, mai mốt sẽ có. Em thích là mẫu người bạn gái như thế nào? Chị biết ca sĩ Giang Mi không? Giang Mi hả? Dạ. Cover hay cover mấy không? Giang Mi đó. Đó đó hả? Dạ giống giống vậy. Tự tựa thôi chứ đừng giống. Ở đâu ra giống lắm. Dạ. Mình có còn ở trẻ mà. Với ba mẹ không? Không, em đang ở Sài Gòn ở với bạn bè thôi. Dạ. Còn ba mẹ ở dưới quê Đồng Nai. Sau này mình lập có phải là làm dâu không? Rước ba mẹ lên không? Không, thì tùy thôi. Không làm dâu cũng được. Vậy đang nghiên cứu ở trong em có phụ tùng gì? Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đầy đủ hả? Dạ. À. Dược sĩ ngon lắm. Chị Tường kiểm tra giùm em. Kiểm tra gì cưng? Xem có khỏe không? À. Bắt mạch hả? Khỏe. À, bắt mạch. Đưa coi bắt mạch có khỏe không? Dạ. Tim đập bình thường. Nhịp mạch 16m50. Được. Chuẩn bị suốt rồi. Khỏe em. 16m50 chuẩn bị suốt rồi đó. Hôm nay đi với ai? Dạ em đi với em họ, với cô, với đứa bạn. Ta gặp cô trước đi ha. Quá hả? Dạ cô ruột. Rồi cô ruột. Cô Tư, sao cô Tư? Chào cô Tư. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là cô của Bình Tiên. Là gái cháu dâu tương lai sao? Thấy cô thì chấm rồi đó. Cô chấm rồi đó. Con cảm ơn. Dạ. Dễ vậy cô hả? Có đòi hỏi gì thêm không? Cô chấm là mẹ con chấm rồi đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Đúng rồi. Kế bên em gái hả? Rồi em gái có ý kiến gì không? Dạ cô Cát Tường. Dạ anh của em thì rất là hiền. Nhát gái lắm chị ơi. Ngày tối nào ông nhắn tin cho em kêu em làm mai hết trơn á. Mà em đâu có bạn đâu mà làm mai. Nên lên đây rồi anh với chị mà có duyên gặp nhau rồi thì hai người cho nhau cơ hội đi ạ. À, để mình tìm hiểu nhau hơn rồi nếu mà chị thương thì chị vớt ảnh giùm em không gái. Rồi cảm ơn em. Còn hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị họ và bạn thân. Ừ, rồi dạ. Cho gặp bên nhà gái. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy bạn nam bên này là cũng hiền, cũng khá đẹp trai. Cái này là tùy theo góc nhận xét sao. Em thấy được không? Em thấy bạn nam này cũng được. Rồi, cảm ơn em. Thôi, kéo màn cho hai trẻ gặp mặt đi. Các bạn có thời gian 2 phút để trò chuyện với nhau. Kéo màn. Tôi nên dành có món quà bạn. Dạ, cảm ơn, không có món quà. Em thấy anh thế nào? Dạ, đẹp trai. Có đủ tiêu chuẩn chưa? Dạ thiếu chiều cao tí nhưng mà vậy đủ chưa? Đâu đứng đo đứng cái bên đúng rồi đứng đo hai đứng cái hai đứng sát sát với nhau thôi. Ý là bạn nữ ta mang về thấp đó. Không được rồi vừa bằng. Anh thấy em sao? Thấy em thì cũng được giống như cũng giống 70% tiêu chuẩn của anh. Lên chương trình anh có món quà tặng em là một bài hát. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào về anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đâu, anh vẫn xin chấp nhận. Cảm ơn anh, em cũng thích bài này lắm. Em cũng thích hát nữa. Hát đi, em hát đi, hát lại bài hát đi. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được mãi ở bên anh. Dở quá.
Hai bạn lấy nhau không sợ người đâu. Đi hát được. Rồi hẹn nhau lần đầu tiên như thế nào? Dạ thì em xuống dưới dưới Bình Dương đúng không? Là Bến Tre. Bến Tre. Em mà em đang ở em ở quận 12 á. Quận 12. Dạ. Chạy qua đó cũng gần. Em đi làm ở quận nhất. Thì nếu mà anh đi làm xong thì đi chơi luôn cũng được. Được. Khỏi mất công nó lên quận 12. Thì em muốn đi đâu thì anh dở đi đó không? Anh rành đường ở Sài Gòn không? Rành. Dạ. Rành quán ăn không? Có nhiều lắm. Dạ. Thôi chưa ăn thôi. Đó là cũng có lên danh sách sẵn rồi. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu nữa là hết thời gian. Nói những cái suy nghĩ thật lòng mình nha. Nãy giờ mình có thể nói chơi để hiểu nhau. Nhưng bây giờ trong lòng mình đang nghĩ thế nào? Trái tim mình có rung động với đối phương chưa? Hãy nói cho nhau biết nào. 30 giây bắt đầu. Anh không hứa là anh sẽ là một người đàn ông lãng mạn hoặc là chu đáo em. Nhưng mà anh sẽ hứa anh sẽ lo cho em được tất cả. Em thì không cần một người hứa nhiều, chỉ cần làm nhiều thôi. Em hy vọng là những lời anh nói thì anh sẽ cố gắng thực hiện được. Quá trẻ để nói những cái gì xa xôi quá. Như hiện tại các bạn có cảm với nhau hay không? Suy nghĩ nhắm mắt lại xem có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và chịu trách nhiệm với nút bấm của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau đi. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc và sẽ sớm gửi tin mừng cho chúng tôi. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Nếu như các bạn kết hôn thì các bạn sẽ nhận được Max TV 50 inch của Bana Việt Nam. Đây là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Nhớ khi nào kết hôn chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn Bana TV trị giá 9.800.000 đồng. Thủ tục. Dạ, xin phép anh. Nhắm mắt đây nha. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chứ. Nhưng mà nhà em ở đâu? Rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Rồi làm gì mà rung dữ vậy? Bình tĩnh, hít thở vô coi cái gì mà cái môi ổng giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng. Mới bút mà còn phòng em út chưa xây. Là mai mốt xây vô đó luôn. Cho sân thượng. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Dạ em chào chị Cát Tường, chị Linh và khán giả và bạn nam anh kia. Em tên là Phạm Thị Anh Thảo. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang công tác và làm việc ở quận 7. Quê em ở đâu Thảo? Dạ em ở quận 7 luôn ạ. Rồi công việc em đang làm là gì? Em đang làm nhân viên làm mi á chị. Hả? Mi dùng để nói mắt á. À lông mi á phải không? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường. À. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Quốc Quân, 26 tuổi à. Em đến từ Việt Nam à. Hả? Đến từ đâu? Mày nó giới thiệu á, tôi tưởng nó từ Campuchia. Từ Việt Nam hả? Dạ. Quận mấy? Dạ em ở Sài Gòn anh ạ. À. Sài Gòn ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú anh. Quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên quảng cáo thiết kế bản hiệu hộp đèn á chị. À. Cụ thể là em làm thiết kế hay là em thi công? Vừa thiết kế vừa thi công luôn anh. À vậy cũng giỏi mà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu luôn đi. Em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Gì rung dữ vậy? Dạ đang rung anh. Thoải mái lên. Thôi hát bài cho đỡ rung đi nào. Em không biết hát. Không biết hát, bạn nữ hát đi cho nó đỡ rung coi. Bây giờ bạn trai rung quá rung rồi. Em hát không được hay anh Linh ơi. Kệ nó, không hay vui cũng được nữa. Xin trả lại thời gian. Rồi, mời em. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xa anh đã theo thời gian qua mất rồi.
Ngồi phiền tâm sự, nhớ ngược về quá khứ, trừng lên em suy tư. Bao năm thầm kín trước thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Rồi xong. Quá. Được rồi, mới giao lưu buổi đầu tiên hát xin trả lại rồi. Thôi vậy cũng vui đi. Rồi đỡ rung chưa? Đỡ dạ, rung cho em trai. Dạ bớt bớt. Ưu điểm là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, là còn gì nữa không nè? Thì nói chung là em đi chơi cũng nhiều mà, nhưng mà cái mà đi phượt á thì em lên kế hoạch thì cái nói là đi luôn à. Ủa là ưu điểm ý hả? Ý là mình làm cái kế hoạch nó nhanh gọn á. À, tức là nói là làm. Dạ. Đó là thế mạnh của em. Có khuyết điểm gì không? Khi có nhậu á, bắt đầu ngủ nó ngái xíu anh. Chuyện nó bình thường, không sao cả. Với lại em có giờ với thúng xíu. Đi thúng ví dụ mà em hẹn bạn đi chơi, thường thường hẹn 7 rưỡi 8 giờ, 8 giờ 15 mới qua. Trời ơi, rồi hẹn bạn gái rồi sao? Cái đó em cố gắng tranh thủ chị ơi. Mai mốt mà có hẹn hò với bạn bên đó đó là đừng có hẹn ở ngoài đường, là biểu tới nhà đó. Rồi khi nào tới rồi mình mới xuống mình đi, chứ không thôi là mình ra đường mình đứng thành đứng đường luôn đó. Còn bạn gái bên kia? Dạ em biết lắng nghe và chia sẻ, cũng dễ tha thứ lắm chị. Làm em giận nhưng mà nó nói mà em nghe hợp lý thì bỏ qua. Còn khuyết điểm của em là em hay quên và em cũng ít nói. Hai người này, một người rung, một người ít nói. Bạn trai, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình nè. Coi lù khù vậy cũng dữ quá ha. Bao lâu rồi, tại sao chia tay? Mối tình dài nhất 1.5 năm chị ơi. Tại hai người không cùng quan điểm sống á chị. Thì một người nói một đường, một người làm một nẻo nên... thôi em cho lên đường luôn. Thôi lên đường luôn hả? Dạ. Quyết định cho lên đường luôn hả? Chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi? 13-14 tháng rồi đó chị ơi. Giờ quên luôn, quên hẳn chưa? Nói chung chặn Zalo, chặn Facebook, chặn hết rồi chị. Á, dữ vậy? Tại chặn trước anh. Rồi bạn gái em quen bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em quen cũng được 3 người chị. 3 người? Dạ. Quen nhau dữ rồi. Mối tình đầu tiên thì em quen anh bộ đội. Còn mối tình thứ hai thì em quen anh gần nhà, nhưng mà khi mà em nói với anh là chờ em thi tốt nghiệp trung cấp á thì em liên lạc lại, nhưng mà khi liên lạc lại mất tiêu. Trời đất ơi, tới giờ không liên lạc được. Tới giờ này cũng không liên lạc được luôn. Dạ không. Còn mối tình thứ ba thì em quen cũng được 4 năm, nhưng mà do không hợp tuổi á chị. Sao mà 5 năm đầu không tính đi, em quen 4 năm rồi không hợp tuổi. Em không có nghĩ tới tuổi tác, nhưng mà bên gia đình anh đó đó đi coi tuổi nói là em không có hợp tuổi, rồi thành ra chia tay luôn. Bao lâu rồi em? Dạ cũng được 2 năm rồi chị. Giờ hỏi tuổi luôn đi chứ để không hợp nữa mệt nữa à. Trời ơi, mà tôi nói thiệt á, mấy người làm cha làm mẹ thôi khỏi cái vụ coi tuổi đi. Tôi hồi đó tôi coi tuổi quá trời luôn, bắt trời nó hợp lắm cưới nhau vậy 21 ngày ly dị mất tiêu à. Coi tuổi anh chi cho nó mệt vậy trời ơi, khỏi đi, yêu nhau lấy nhau được rồi. Em gái tuổi gì? Dạ em tuổi Thân ạ. À. Em tuổi Thân luôn. Tuổi Thân luôn hả? Dạ. Song Thân. Song Thân. Song Thân là hợp rồi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ biết quan tâm và lắng nghe á chị, cũng đừng có nóng tính quá, biết chăm sóc quan tâm gia đình. Em không thích người nhậu nhiều. Bên kia có nhậu hút thuốc không? Không hút thuốc chị ơi. Có nhậu chỉ không? Có nhậu gặp khách hàng nhậu một cái chai thôi chị ơi. Đã giao được không em? Dạ được rồi. Với lại là hay nói tục đó chị, em không thích nói tục. Nói em hỏi anh có nói tục chữ thề gì không? Anh ơi, anh có nói chuyện nói tục không anh? Cũng không có đâu em ơi. Dạ vậy em yên tâm rồi. Có chữ thề không? Dạ không. Bạn trai, tiêu chuẩn tìm bạn gái của mình như thế nào? Cao trên 1.53 được rồi chị ơi. Em có 1.5 anh ơi. Mang dài nó cao rồi. Rồi được. Tóc dài có gì nữa? Da trắng nha. Có. Trắng hơn em được rồi, tại vì em đi nhiều quá em đen rồi. Cứ có đi rồi hồi có hay không tính sao. Mình có cái mẫu người lý tưởng mà ngoại hình như thế nào không em? Dạ cao khoảng 1.65 là được chị. Đừng bụng bự à, hói đó này anh Linh anh ghét lắm đó cưng, đừng nói câu đó. Nghe nó hói hói là tôi bực mình rồi. Hên quá, không bự không hói. Ừ có là anh Linh anh tràn qua rồi. Có hói là tràn qua liền. Bây giờ nè, nếu mà được thì hai người tính nào chừng nào thì mới tiến tới hôn nhân được? Dạ, sang năm á chị. Gia đình em là có coi tuổi coi đồ gì không? Không chị. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu em? Ở nhà em chị. Nhưng mà nhà em ở đâu, rồi có ba mẹ ở nhà không? À, ở chung với ba mẹ. Tại nhà em nhiều phòng mà, em có phòng riêng mà chị. Có phòng riêng. Dạ. Mà đông anh chị em không? Dạ 5 người. Ủa làm gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh hít thở vô coi cái gì mà cái môi ông giật rung dữ vậy. Rung xíu chị ơi. Bẻ ngồi quẹo hết mấy ngón tay bây giờ. 5 người là nhà 5 phòng.
mới bút, còn phòng em bút chưa xây. Là mai mốt xây vô đó luôn cho sân thượng đi. Xây lên sân thượng 5 phòng. Dạ. Là 5 anh em ở chung nhà chứ không ai chịu ra riêng hết trơn á. Thì ví dụ mình không thích ở nhà, mình ra ngoài mình ở cũng được mà chị. Giờ công việc em ổn định chưa? Dạ cũng ổn định. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị cũng hơn một nửa rồi chị. Em chuẩn bị hay là ba mẹ em chuẩn bị? Dạ, em chuẩn bị chứ sao kêu ba mẹ chuẩn bị được. Đúng rồi, ai biết đâu được. Vậy ha, phòng em là phòng số mấy? Đâu có số phòng đâu chị. Tại nhà có 4 phòng hỏi phòng số mấy để... Phòng em trên lầu 3. Lầu 3 để vô lộn phòng mất công đúng không? Phòng số 3 nha cưng. Ừ, nhớ đó. Nhà Sài Gòn nha. Dạ. Rung quá trời. Dừng. Được rồi. Ơi chào em gái. Anh đây cũng thật thà lắm ha. Mấy người đó là người ta chung thủy lắm em. Bây giờ làm dâu được không? Dạ không sao à. Làm dâu là nhà tới 4 5 anh em mà á. Dạ được. Nấu cơm một loạt từ trên lầu 3 nấu xuống đó. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có điều cố gắng ăn thử. Chị làm dâu không sao ha. Dạ. Rồi, lao nhà ngày lao 3 tầng từ trên dưới 11 xây thêm cho thằng Út trên sân thượng nữa nha. Tưởng em về em lao chứ em teo thiếu. Có chơi Facebook không? Dạ có. Chận Facebook nha. Đây cũng dễ thương, đây cũng hiền lành nữa. Rồi còn không thích tính gì nữa không? Động cái là dung tay dung chân á. Cái đó thì không có anh ơi. Không có đúng không? Dạ. Nó nóng nó chận Facebook thôi hả? Đâu em nhiều khi em cọc cọc xíu thôi anh, chứ động tay động chân con gái là mình bậy rồi đó. Đúng rồi đó. Yeah. Em động bên đây bay mất tiêu luôn á. Đây ốc tiêu đó. Rồi bữa nay mình có đi với ai không em? Em có đi với lại hai người bạn thân và một chị đồng nghiệp. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em là bạn của Thảo, em hay nhận xét thì bạn này cũng được thẳng thắn và vui vẻ. Bạn Thảo là một người nhẹ nhàng, nhã nhẹ cho nên có gì thì từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi. Hai bên hãy tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Đi với ai? À, em đi với mẹ, với bạn thân, với dì. À có mẹ gì hả? Mày gặp mẹ trước đi. Chào anh Biện Linh, dạ, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình thấy cháu cũng được, cũng hiền, thấy cũng hai đứa cũng hợp nhau. Mà đến đây là cái duyên rồi, tùy tụi nó thôi. Dạ, mà có điều cô nói một tiếng cho con bé nó yên tâm chứ nó sợ nó lao nhà từ lầu 3 xuống. Chắc không có đâu. Xỉu luôn hả cô? Không có đâu. Không có hả cô? Dạ. Phòng ai nấy lao hả cô ha? Đúng rồi. Phòng ai nấy lao nha. Nói chuyện với cô đi, chào cô đi. Dạ, anh chào cô à. Thấy dễ quá bé hả? Cũng hiền lắm. Ê. Mẹ dễ. Mẹ cũng hiền mà. Mà mẹ chồng tương lai với con dâu dáng cũng giống nhau á. Dễ thương như nhỏ con vậy ha. Bây giờ cho hai trẻ gặp mặt đi, kéo màn lên. Em cảm ơn anh, em cũng có mấy quà. Các bạn cảm ơn. Dạ, anh thấy em sao? Thấy dễ thương. Ấn tượng. Hai món quà nè, sách với cây xương rồng là ý nghĩa gì đây? Thì cái quyển sách đó là quyển sách mới ra là Yêu Là Cưới. Thì nói chung là mình đã xác định yêu là mình phải cưới, chứ không có mà giỡn giỡn. Còn cây xương rồng thì nói chung là hãy đến và mang anh đi. Dạ. Nó vĩnh cửu, bền lâu và mãi mãi. Quá dữ. Hãy đến và mang anh đi. Mai mốt ai có người yêu tặng cây xương rồng nha. Hãy đến và mang em đi. Yêu là cưới. Để tôi về tôi cũng mua cuốn sách này tôi đọc coi. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em nghĩ là tình yêu, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình. Quan điểm tình yêu của anh á là yêu ít thôi miễn là dài lâu, nói ít thôi, hứa ít thôi miễn là làm được. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh cũng hiền, cũng được trai. Vậy em thích đi phượt? Dạ em thích lắm. Bằng xe máy? Dạ được. Đi tới em đâu? Em thi xe buýt không được, em phải đi xe máy. Vậy mốt xong mua xe hơi. Thôi đi xe máy, anh hưởng gió trời cho nó mát. Trời mưa trời gió là sao? Dạ tắm luôn. Mua xe hơi tao khoét cái lỗ lên trước. Cũng có xe hơi mua chừng mà anh. Không có ước mơ lấy nhau là mua xe hơi được rồi đó. Bên đây anh cũng có câu thơ để tặng em. Em là cát trắng biển xanh, anh là dòng sóng bao trùm lấy em. Ngày nào nước biển còn xanh, đại dương còn sống, anh còn yêu em. Quá dữ. Mẹ nghe con đọc thơ mẹ cười tủm tỉm. Không ngờ trời, con trai tôi dữ dằn quá. Anh cho em bấm nút đi anh. Trời ơi, chưa. Má, bạn gái con vậy được không má?
Tùy duyên thôi, hai đứa có duyên rồi được rồi. Vậy con nắm tay bạn gái này đi về được không á? Vấn đề á, nãy giờ em thích rồi đúng không? Dạ. Trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. À, nhưng mà quan trọng cô gái đó có thích hay không. Bây giờ em nói một cái câu nào đó nghe nó ngọt ngào chút xíu, cô gái đó đồng ý bấm nút mới được chứ, đúng không? Thì mình đến đây là một cái duyên rồi. Không, không nói câu đó. Từ từ anh, để em nói mà. Nói thiệt á, là hôm nay á, kéo màn lên anh thấy em á, thì anh cũng có ấn tượng. Nhưng mà cái ấn tượng nói chung là ấn tượng gặp mấy người khác á, nó không có bằng cảm giác bằng em. Tại em có cái ấn tượng mà sâu sắc. Vậy em bấm được chưa anh? Đó, nói vậy nghe có được. Anh muốn em nói vậy đó. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Sao bạn gái chậm quá vậy? Em còn lấn cấn cái gì ở ảnh mà em phải phân vân là ảnh không phù hợp cái điểm nào với cái tiêu chuẩn của em? Dạ không, lúc đó em suy nghĩ chưa tới hết chị. Suy nghĩ chưa tới. Chậm mà chắc đúng không? Dạ. Bây giờ nắm tay nhau trước đi nè. Nắm tay. Lạnh lắm.